Thùy Linh cùng ban biên tập Hồng Biến TV mến chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin tối nay của chúng tôi. Quý vị thân mến, mới đây, ca sĩ Bông Lan Trứng Muối lại lên một cái thông tin động trời căng như dây đàn và chị này là phủ nhận hoàn toàn thông tin là có quyết định tạm hoãn. Và như vậy thì ai nói, ai đúng, ai sai quý vị? Đúng là một câu chuyện này rất là căng như dây đàn khi mà báo chí thì họ nói một đằng là một nẻo, còn cô Hằng thì không nhận rồi. Bây giờ thì cô Bông Lan Trứng Muối thì nói một nẻo và chính cô Bông Lan Trứng Muối này là phủ nhận báo chí luôn và thú nhận là ức hiển và hèn ly, phủ nhận toàn bộ những kênh YouTube và cái phía mà bán phản biện là cô Hằng luôn. Và cô Vi Ố này nói rằng là trong đầu tuần chị đã lên gặp công an và chị nói như thế này là đầu tuần bận sắp mặt cả nhà ạ. Hôm hẹn mọi người thứ hai xác minh thì em thông báo là công an trả lời và vụ việc vẫn đang tiến hành điều tra ráo riết và đang làm việc nghiêm túc chứ không có tạm đình chỉ gì nha. Vậy là không có tạm đình chỉ, không có tạm đình chỉ luôn quý vị. Vậy thì là ai nói đúng, ai nói sai thì chúng ta thấy là báo chí họ cũng đưa tin là tạm hoãn đó và tạm đình chỉ, tạm hoãn xuất cảnh rồi nè và tạm đình chỉ luôn thì bây giờ thì như thế nào rồi và bây giờ thì cô nói là không có tạm đình chỉ và cũng không có cái chuyện là không có tạm đình chỉ thì là một thứ và thứ hai đó là như vậy là tại sao thì Linh cũng là bó tay luôn. Không lẽ báo chí họ đưa tin không đúng sự thật, hàng loạt những tờ báo lớn luôn nha quý vị, hàng loạt những tờ báo lớn đưa tin là cơ quan chức năng người ta ra quyết định tạm đình chỉ, mà đó hình như là tôi nhớ là không nhầm là có báo Thanh Niên, báo Tuổi Trẻ đó, toàn là những tờ báo lớn như vậy thì cô này tố báo hay sao? Hay là cô này chứng tỏ cô này là cô nói rằng là báo chí đã đưa tin không đúng sự thật? Báo là báo nào đưa tin láo, đưa tin xạo, như vậy là căng rồi nha. Vậy cô này là cô đã chính thức là cô tố là báo nói sai sự thật. Và cô này cô nói rằng không có tạm đình chỉ luôn đó. Vậy thì ai nói đúng, ai nói sai? Nếu mà báo đưa tin mà sai trong câu chuyện này hơi mệt rồi nha. Vì ố này có thông tin rất là mạnh, có tin là rất là nhanh chóng và có những thông tin mật đó. Cho nên là báo chí coi như mệt rồi. Báo chí đợt này mệt với cái cô Bông Lan Trứng Muối rồi. Đưa tin kiểu này là coi như là báo đợt này toang rồi quý vị ơi. Hơi bị căng rồi quý vị. Bởi vì cô nói là cô đã đi lên cơ quan chức năng hỏi rồi. Và không có việc là tạm đình chỉ. Nhưng mà vừa rồi thì chúng ta đã thấy là tạm đình chỉ đã được đăng lên báo rồi. Và báo chính thống rồi. Thì bây giờ như thế nào đây? Trời ơi, ta nói bây giờ thì người dân người ta cũng hoang mang nữa. Bây giờ người dân là người ta tin báo chính thống. Mà báo chính thống đưa tin kiểu này rồi sao bây giờ? Rồi sau đó cô Bông Lan Trứng Muối này thì cô lại đưa tin một nẻo nữa thì căng quá trời luôn. Và đợt này chắc nhiều tờ báo là đi toang rồi đó. Và báo là phải đính chính lại, phải xin lỗi công khai và phải xin lỗi cô Vi Ố này rồi đó. Và thậm chí là phải chịu trách nhiệm về những cái việc là đưa thông tin không đúng sự thật nữa đó nha quý vị. Một số tờ báo đợt này hơi bị căng rồi đấy. Bây giờ chúng ta, những người dân chúng ta không biết là nghe theo ai. Bây giờ thì cô Bông Lan Trứng Muối thì cô nói cô đã gặp công an và không có thông báo, thông tin là tạm hoãn đối với đơn thư tố cáo của cô, chứ không giống như những gì mà cô Hằng đưa tin. Và hiện nay tại cơ quan chức năng vẫn đang ráo riết chứ không có chuyện là tạm hoãn. Còn cái hôm vừa rồi chúng ta nghe cái thông tin đó là báo chí đưa tin là tạm hoãn đối với đơn thư tố cáo của Bông Lan Trứng Muối. Bởi vì hiện nay có một số vấn đề cần phải làm rõ, cần phải chờ giám định hay là chờ kết quả gì đó thì buộc lòng phải tạm hoãn hết khi mà thời hạn điều tra đã hết rồi nhưng mà chưa có thể thu thập được toàn bộ chứng cứ hoặc một số vấn đề chưa thể thu nhập được và chưa được làm rõ. Còn một số những nhập nhằng, còn hôm nay thì cô nói rằng là không có chuyện tạm hoãn đối với một người dân bình thường như Thùy Linh cũng như quý vị cũng đều tá hỏa điều này luôn. Tôi không biết là nghe theo ai, ai nói đúng, ai nói sai nữa. Vậy thì theo quý vị, thông tin này bên nào mới đúng và chính xác quý vị? Cho tôi xin một ý kiến trong drama này và nó quá nhiều thông tin sốc, nhiều thông tin mà nó biến động liên hồi. Chúng ta không thể nào mà lường trước được ai mà bỏ cái drama này 1-2 ngày là coi như lạc hậu luôn thông tin. Bởi vì thông tin nó là thiên hóa dạng biến. Một ngày mà chúng ta không nghe là chúng ta thấy chúng ta không biết đường đâu mà lần. Và mỗi người đưa thông tin một nẻo và đưa tin một đường. Và quý vị thân mến, cũng liên quan đến sự việc này, quả báo nhãn tiền đến liền tức khắc. Câu nói này không sai một tẹo nào với cô Bông Lan Trứng Muối. Mới vừa thấy báo nhà ông ức hiểm lên bài là cô Hằng bị tạm hoãn xuất cảnh là lên gáy liền.
ngay lập tức ai ngờ chưa được tròn 24 giờ đồng hồ thì đã nhận ngay một cái kết cục ê chề, nhục nhã hơn cái chữ nhục. Cơ quan chức năng đã tạm đình chỉ đơn thư của cô ta, nhưng với bản tính lươn lẹo, xảo ngôn và hống hách của mình, cô Đốc Tờ Thanh đâu có chịu chấp nhận sự thật, vội vàng lên thanh minh thanh nga ăn vạ cơ quan chức năng. Cụ thể trên trang cá nhân, Vi Nỗ là đăng một cái status rất là dài. Xin mời quý khán thính giả hãy cùng chúng tôi đọc qua đoạn status ăn vạ của cô ca sĩ Đốc Tờ Thanh, rồi chúng ta cùng nhau phân tích luận điệu lươn lẹo của cô ta. Vì bồ viết, vẫn là tin vui khi cơ quan điều tra vẫn quyết tâm làm rõ vụ việc nên bà Hằng mới tiếp tục bị cấm xuất cảnh. Thông tin ở bài báo dưới đây rất là bình thường, mọi người không lo nhé, cá mắc lưới nên đang quẩy mạnh thôi à. Ủa Vibo ơi, đình chỉ vụ án tức là không đủ bằng chứng, yếu tố để khởi tố, tức là Vibo là thua non rồi đó chứ. Công an quyết tâm làm rõ lúc nào và quyết tâm làm rõ mà tạm đình chỉ vụ việc giải quyết đơn tố cáo của Vi Nỗ hả? Thua đau quá nên bị lú hả cô gái? Đã bị cấm xuất cảnh trước đó đâu mà dùng từ tiếp tục thế. Vibo, thông tin trên cả báo Công an Nhân dân là tạm đình chỉ việc giải quyết đơn thư của cô. Nói thẳng ra là vứt vào sọt rác mà Vibo nói là bảo là bình thường. Chắc thua nên nhục quá viết đại vậy cho đỡ nhục hả? Vi Nỗ tiếp tục, cô ta cho biết là hiện tại là Vibo và luật sư đều không nhận được văn bản nào của cơ quan chức năng về vụ việc tạm đình chỉ này. Bản thân Vibo là bên bị hại, người đứng tố giác nhưng chưa được cơ quan chức năng cung cấp thông tin mà liên báo là lên đây, dưới đây lại có thông tin viết là mập mờ, đến năm sinh của Vibo cũng không ghi đúng vậy. Vậy bạn phóng viên đã lấy được văn bản hay chưa? Vibo rất bất ngờ và không hiểu vì sao báo lại có thông tin. Và hôm nay là cuối tuần nên thứ hai, Vi Nỗ sẽ xác minh lại thông tin này với cơ quan điều tra. Đây cũng là một thông tin bình thường và đúng thủ tục pháp lý. Mọi người không có gì lo lắng nha. Trời ạ, báo Công an Nhân dân viết rõ ràng mà, đâu có mập mờ, có năm sinh đúng hay không, sao chúng tôi biết? Nếu nói báo Công an Nhân dân viết sai năm sinh, sao không chụp căn cước công dân lên làm bằng chứng đi, hay lại bị chuyện để ăn vạ thế nhỉ? Rõ ràng người ta viết là năm sinh là năm 1985, đúng như tiểu sử còn già mồm, bảo là năm sinh sai, còn việc nhận được hay đơn hay không chúng tôi không rõ, nhưng báo chí chính thống như báo Công an Nhân dân, báo Người Lao Động đã lên bài rất cụ thể rõ ràng mà viết mập mờ thì chúng tôi cũng không hiểu là chỗ nào. Vi Nỗ ơi, Vi Nỗ tiếp tục thanh minh. Do đó, việc tạm đình chỉ nếu có khác hoàn toàn với đình chỉ cá nhân, Vibo và cả nước chứng kiến trong thời gian qua đã thấy vụ việc là vu khống làm nhục trắng trợn rất nhiều người, cũng cần phải được xử lý nghiêm minh để tránh gây hiểu lầm và bức xúc nơi quần chúng nhân dân. Riêng việc của Vibo thì bà ta vu khống 100%, sao cứ mãi một cái là lý sự cùn mà dùng đi dùng lại hoài thế nhỉ, bông lan trứng muối. Ủa, bảo bà Hằng vu khống thì đi xét nghiệm ADN đi nè, xét nghiệm ADN nó dễ như ăn cháo, chứ không có gì khó khăn gì đâu, mà cứ mãi là cái lý sự cùn thế. Vì bộ ơi, có bấy nhiêu mà làm cũng không được mà ăn vạ báo người ta là vu khống, và còn việc tạm đình chỉ đúng là nó khác hoàn toàn với đình chỉ. Nhưng nếu cô không đưa ra được bằng chứng thì xem như vụ việc đơn thưa thì vứt vào sọt rác kết thúc tại đây. Còn nếu Vibo có bằng chứng thì vụ việc sẽ được lật lại vậy. Vậy Vibo nhanh nhanh nộp bằng chứng đi, nộp luôn rồi cái giấy xét nghiệm. Chúng tôi cũng mong cơ quan chức năng tiếp tục điều tra lắm, mong kết quả cuối cùng để biết ai là cha của đứa bé. Biết đâu cả hai bên đều bị cô lừa và cũng không chừng, nên chắc chắn bà Phương Hằng và người dân rất mong Vi Nỗ đưa ra được bằng chứng để biết rốt cuộc cha đứa bé là ai. Rồi Vi Nỗ nói là bức xúc nơi quần chúng nhân dân. Đúng thật, quần chúng nhân dân có bức xúc. Bức xúc là vì lũ lươn to mồm, võ mồm trên mạng xã hội, xuyên tạc, chống phá người ta. Đấy Vi Nỗ ơi, còn riêng là việc của bông lan trứng muối thì cả nước này ai mà chả biết. Còn biết trước khi xuất hiện kia nữa kìa Vi Nỗ ơi. Và trước những lời biện minh hết sức ngớ ngẩn của cô Vi Nỗ này, cộng đồng mạng đã để lại hàng loạt bình luận cho cô ta khi nghệ sĩ bị tố tụng vẫn là đi ra đi vào nước ngoài. Bình thường khi mục tiêu bị tố chưa biết đúng sai như thế nào thì lại bị cấm xuất cảnh, xã hội bày đàn, tổ chức bày đàn. Công an thành phố Hồ Chí Minh chữa cháy hôm qua để lộ vụ việc hoãn xuất cảnh của bà Phương Hằng tràn lan trên mặt báo ấy chứ. Vì gây phẫn nộ dư luận
tung con là thí chốt, là vi bô để xoa dịu dư luận, tự nhiên không liên quan đến mình, tự nhiên là vô, là nhảy sồn sồn lên người ta nói, lại thì đi kiện, thật là vô lý. Xét về tình về lý thì đúng là nên xử lý vi bô trước vì cái tội kiếm chuyện với người khác. Lúc trước thì Đàm Vĩnh Viễn bị Bộ Công an điều tra mà vẫn xuất cảnh ào ào, bà Hằng chỉ bị thư kiện thôi mà, đã bị hoãn xuất cảnh, vùng đất cấm là có thiệt nha. Còn cái con vi nổ kia thì cái gì cũng biết, chỉ có nhục là không biết. Vậy mà vi nổ là tuyên bố thắng kiện 101%, cũng mong cho con trai của cô ca sĩ lớn lên là biết ba ruột của nó là ai, chứ tội nghiệp thằng nhỏ, mong chị vi nổ đứng vững trước dư luận, đừng nghe những lời công kích. Chị nha, họ nói đúng, đó, Vino ơi, cơ quan chức năng sẽ sớm thu thập bằng chứng để đưa chị ra vành móng ngựa vì tội đẻ thuê, vi bô, máy đẻ thuê và khiến người ta rồi bị người ta từ chối, không biết là nhục mà còn đi kiện ngược lại, đòi bỏ túi. Trong khi là gõ Google chữ đẻ thuê thì hiện ra chữ vi bô lên Facebook và còn nói là tự tin thắng kiện là 101%. Kỳ này nhục không nữa Vi ơi, sao không thấy báo Pháp Luật, báo Thanh Niên, báo Tuổi Trẻ Online đăng ta? Đúng là tốn tiền nuôi bọn nó thiệt, bọn báo bẩn. Nhà Đức Hiển chỉ biết là làm thuê cho bọn nghệ sĩ hay sao, hay là kêu gọi từ thiện thôi. Hôm qua thì đẻ mướn hả hê, hôm nay đẻ mướn ê chề thấy ghê. Đúng là cười người hôm trước hôm sau người cười. Mà xin hỏi anh nhà báo Ức Hiểm có đăng không mọi người, sao mà tìm hoài không thấy thông tin này nhỉ? Công an làm như vậy là rất đúng, bởi khi bắt đầu câu chuyện, chị Hằng đâu có biết là nó ai là trong xã hội này, nhưng nó tự nhiên nhảy dựng kiếm chuyện trước mà. Nó viết rất nhiều điều và khiêu khích, sau đó thì thách đố tài sản, nói những câu vô cùng mất dạy với người lớn tuổi khi chị Hằng nói lại và chị thách đố và nó bỏ chạy núp lùm. Còn người ta thì bản năng tự vệ người ta phải đáp trả, vậy thôi. Công an họ biết đúng biết sai, đâu phải để cho nó sai khiến, sống tử tế để tích đức cho con, đừng ăn hết để rồi. Những đứa trẻ vô tội phải nghe người đời nhắc lại, sau này tôi thích kiện nó tiếp để làm cho ra ngô ra khoai cho cả thế giới biết và cho thằng con trai nó biết bố nó là ai. Tội nghiệp thằng nhỏ, không có bằng chứng gì hết, hết hạn điều tra mà vi nổ kêu thắng 100%. Ra công an bảo đưa giấy, bảo nó đi xét nghiệm ADN thì nó không có. Vậy thì thắng kiểu gì vậy, bông lan trứng muối ơi, không con đẻ thuê lấy chồng người ta, có gì đâu mà tốt. Quý vị, vi nổ lấy được 1 tỷ của chị Hằng chưa? Em còn non và xanh với chị Hằng lắm, hôm qua là gáy to lắm cơ mà, sao mà hôm nay lại xóa bài thế nhỉ? Còn quý khán thính giả quý vị nghĩ sao khi cô vi nổ này tiếp tục lên thanh minh thanh nga, cho là đỡ sự nhục nhã của mình? Quý khán thính giả hãy chia sẻ quan điểm của mình với Thùy Linh cùng với bản tin Hóng Biến TV nhé.